Ok, no anh em nha, nhà mà nó có vô đây. Lâu rồi mình không làm video rồi đúng không? Giờ thì ta sẽ đến một tựa game khá là chill. Giờ tên là gì thì mình cũng quên rồi, nhưng mà tiêu đề thì sẽ có tên video đấy rồi. Thì thấy đây game khá là thư giãn. Ok, thì bây giờ là chọn nhân vật. Còn mình lớn nhất này. Thằng cái chỗ che nhất này. Chắc vậy. Ok, đây là ngôi nhà mới của chúng ta. Tuyệt, anh thích nó. Nó khá là bừa bộn. Hình như đúng, chúng ta cần dọn dẹp nó. Rồi, cùng làm thôi. Hình như anh nhầm có đôi mèo kìa. Và cuối cùng thì nó cũng là được sạch. Giờ thì làm gì ta? Tự nhiên tôi thấy game này ô vãi. Tự nhiên đang lanh quanh tôi thấy con game này trên xếp ở đây. Thì vào lên YouTube và tự nhiên thấy người ta chơi game này thì cũng hay. Thế nên là kể cho anh em xem thử. Chụp ảnh cái này là hạt ghế này. Anh nghĩ là Snow, à con tuyết. Con tuyết là có con mèo mèo này. Đấy. Anh nghĩ là Snow giờ khá là đói. Chúng ta nên cho nó ăn. Đây. Sướng nhá. Em khá là thư giãn thôi. Không có gì cả. Có thể quan tâm đến đất sét là quan tâm ngoại biết nữa. Và tôi sẽ không hiểu thôi. À có máu à, không phải có máu một TV television. Rồi ta có thể đặt đây. Ôi em tí cho anh mình lại cái TV nhé. Ngon thế, nhưng thích TV không? À không sao, tôi tưởng là nó lại cái vết cắm nó kéo từ cái bàn học bàn ra. Sự lại sẽ cạnh gì đây? À hộp bento, bento ở Nhật ấy. Nên là cái cơm hộp ấy. Đấy. Đó là ngon. Tôi xem tôi xem được rồi. Rất là buồn. Rồi. Nghiêng điện thoại anh em ơi. Xanh đỏ. Đây. Lạnh quá, lạnh quá. Giải được rồi đúng không? Ôi giời. Ôi giời. Lại lần nữa. Quảng cáo nhiều anh em ạ. Đây, được rồi. Ôi chết rồi. Được rồi, tốt. Rồi, tốt rồi. Rồi. Lần nữa thôi. Tốt. Ngon rồi. Nhìn khá là chiêu nhưng mà khá là khó khăn đấy. Vất vẻ phải. Ăn gì đấy.
chưa hiểu anh em ạ. Thôi bỏ qua cái này đi. Đang cầu thang à? Ở đây. Rồi đi mua sắm một tí nha. Mua sắm ở đây chứ. Phút tên bốc sơ. Ở đây là chi tiêu bằng gọi là cái trái tim anh em. Để rồi thế nào đây? Đây. Đây. Oh, ok. Cắt bóc sờ này. Bụi đặt quá. Xanh. Sofa này. Ôi, đặt ghê nhỉ. Nên mà có rồi nhỉ. Che cho có này. Một cái rẻ thôi. À, ở đây là nhận quà anh em ạ. Cái gì đây? À, cái này không có tiếp về đâu anh em ạ. Anh em nhìn biết rồi đúng không? Anh em không ấy. Rồi gì bây giờ? Sợ nó thì bị cháy anh em ạ. Không phải. Vừa lên mà. Và bây giờ ta thử cắt móng tay con mèo rồi. Cắt chân móng không được cắt đầu móng tay nữa. Khó ghê nha. Ôi chết rồi. Ôi sao cắt không trúng vậy? What the fuck? Cắt nó không trúng được anh em. Đó, mà cắt được. Cái này cắt không được anh em ạ. Rồi được rồi. Khó khăn nhỉ. Mẹ. Rồi, ok. Cái này khó này. Cái này có gì nhá. Nhiều vứt được sao? Ok anh em, sau một hồi nói hoài nhận vụ thì tôi cũng nhận được cơ quan nhà này nó vất vẻ quá. Nhưng mà trong khi đó thì bị lỗi lỗi kỹ thuật nên là tôi không quay được cái cảnh đấy. Nhưng mà anh em thì có vẻ nó không có gì nhiều nữa. Thì gọi là trên này thì chắc một tầng khá là nhiều. Okay.
cái trước khi kết thúc video thì anh em một like, một share, một subscribe mọi nhiệm vụ tôi trong video lần sau. Còn là thì bí vậy rồi, bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.